Đây nè anh chị em thân mến, đây là một tác phẩm mà tụi này được gọi là tuyệt tác phẩm, nghe không? À, thiết kế bởi chim sẻ, nghe không? Với sự đóng góp của đại gia nè, chim ưng nè, nghe không? Và con chim đại bàng nữa. Đại bàng là thiết kế. Đây là một cái hồ cá dùng là trong gia đình với hồ cá thư giãn. Hồ này có thể tắm được luôn á. Sâu 4 feet đúng không? Em chạy về nhà chút xíu rồi mới mặc đồ đi kìa nè. Hello người đẹp. Chào anh. Mấy năm rồi giờ gặp anh. Ơi, mới 3 năm mà. Thiết kế này kể từ bắt đầu làm là hồi tháng 5. 27 tháng 5 2016 là bắt đầu lên nóc. Nóc lên xong rồi mà hồ tới giờ chưa xong. Đại bàng là design. Đại bàng là design nè. Cái này trong tiếng Anh nó có một câu gọi là a remarkable piece of art. Đó mình gọi là tuyệt tác phẩm đó. Đây là nhà, cái nhà mà còn đứng lắc đầu đó, không là nhà đó, là nhà vừa là thiết kế mà vừa là nếu mà quay này rồi đó là designer. Wow. Cái người designer á là giấu mặt. Thấy không? Sợ là quay phim á. Đây nè, anh này á là đúng là một nghề gọi là đại gia đó, ngồi đó bơ thấy không? Đó. Còn á, cái anh này đó là đây là con chim ưng mà Việt Nam còn gọi là con diều hâu á. Cái này mình làm tiếp tục luôn á. Vừa không chỗ nào có mồi là làm tới nên tới không rồi. Chút gì lạy ăn bà. Rồi nghe đà bàn qua khi tưởng đá rồi đà bàn cái nướng cũng hay á, bỏ xuống hay á. Mình chỉ là cũng đến xuất xuất nó rồi. Nó mình thua không qua đây đó. Mấy năm rồi Dũng bây giờ nó ở trong nhà.